Nếu bạn đang có ý định kinh doanh hoặc khởi nghiệp với nghề sửa chữa điện lạnh thì đây chính là video bạn không thể bỏ qua. Nếu mà đủ, tức là đáp ứng được cái nhu cầu sửa chữa và lắp đặt thì cũng chỉ loanh quanh khoảng 10 triệu thôi. Chỉ với từ 10 triệu đồng, các bạn đã có ngay trong tay bộ đồ nghề điện lạnh cơ bản nhất, thiết yếu nhất của một thợ sửa chữa điện lạnh chuyên nghiệp. Vâng, em chào thầy. Thầy ơi, em thấy là nếu như mình chuẩn bị đồ nghề để mở một cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc là sửa chữa ô tô thì số vốn của mình ít nhất phải tầm 50 triệu hoặc 100 triệu, thậm chí ô tô là con số nhiều hơn. Thì không biết với một thợ sửa chữa điện lạnh thì bộ đồ nghề cần thiết và cơ bản nhất của mình thì sẽ mất bao nhiêu chi phí ạ? Đối với cả cái nghề sửa chữa điện lạnh ấy thì các cái chi phí mà chúng ta bỏ ra khi mà chúng ta tự sắm những cái trang thiết bị, chưa nói đến vấn đề cửa hàng, tự sắm những cái trang thiết bị để chúng ta cái bước đầu để chúng ta tập tành, chúng ta khởi nghiệp đấy, thì cái bộ đồ nghề thì cũng chỉ nếu mà đủ, tức là đáp ứng được cái nhu cầu sửa chữa và lắp đặt thì cũng chỉ loanh quanh khoảng 10 triệu thôi. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện thì có thể sắm những cái trang thiết bị nó hiện đại và nó có cái mức độ gọi là tiện lợi nhiều hơn, nhỏ gọn hơn thì có thể 20-30 triệu. Đấy là đối với nghề điện lạnh. Kể cả những bộ đồ nghề hiện đại nhất thì 20-30 triệu vẫn là một con số quá nhỏ và quá ít so với những ngành nghề khác, đúng không ạ? Vâng, thầy có thể giới thiệu chi tiết giúp em cái bộ đồ nghề đấy của mình sẽ bao gồm những gì được không ạ? Ok. Vâng ạ. Đây, em quay sát vào đây. Đây là cái bộ dụng cụ dùng để chúng ta thực hiện trong quá trình chúng ta lắp đặt điều hòa, rồi là cân cáp, nạp ga, hàn cò. Đấy, thì đây là cái bộ dụng cụ, bộ này là cái bộ loe ống nhé, loe ống để kết nối điều hòa này. Dụng cụ này là dụng cụ nong ống này, nong ống này. Cái nong ống này thì chúng ta nếu mà có súng bắn vít, súng bắn pin này thì chúng ta có thể bố trí thêm một cái mũi để chúng ta nong cũng được. Đấy, còn đây là cái dụng cụ dao cắt. Dao cắt ống này nó phụ thuộc vào các bạn dùng trong cái mục đích gì. Ví dụ ống to, ống nhỏ thì có hai cái loại là loại to và loại nhỏ. Loại nhỏ này thì chúng ta có thể là sử dụng ở trong những cái không gian nó hẹp hơn để chúng ta vẫn cắt được. Đấy, hoặc là sau này có những bạn thì làm ở trong cái môi trường các cái máy công nghiệp nhiều ống to hơn thì chúng ta sẽ sắm những cái dao cắt có cái mức độ gọi là cái tiết diện nó cao to hơn. Thứ hai là về mỏ hàn thiếc và hút thiếc. Cái mỏ hàn này thì nếu mà cái loại mà dùng được thì nó cũng chỉ loanh quanh 200-300 thôi. Nếu mà điều kiện thì chúng ta sẽ mua những cái loại gọi là có giá thành cao hơn một chút, khoảng độ 600-700 thì dùng nó sẽ lâu bền và nó sẽ tốt hơn. Đấy là nếu bạn nào có điều kiện. Còn nếu mà chúng ta cái mức độ tương đối thì 200-300 là cũng được rồi, ổn áp rồi. Thế những thiết bị như thế này thì khoảng tầm bao nhiêu ạ? Thiết bị những cái thiết bị của cái bộ hàn ống với cả kết nối điều hòa đấy thì cái bộ này thì loanh quanh khoảng 1 triệu nhé. Đấy, cái dụng cụ này là khoảng độ 700-800 này, cái này khoảng 200. Khoảng 1 triệu. Tiếp theo là về cái đồng hồ. Cái đồng hồ này thì đối với một người thợ thì chúng ta nên là sắm những cái đồng hồ, thứ nhất là đồng hồ điện tử này, thứ hai là đồng hồ kẹp dòng và thứ ba là đồng hồ vạn năng, đồng hồ cơ. Đấy, thì đối với một người thợ điện lạnh thì khi sử dụng cái đồng hồ, các cái đồng hồ này thì cũng không cần phải sử dụng những cái đồng hồ nó quá là có cái giá thành nó quá cao. Như cái đồng hồ này thì nó khoảng độ 200-300, cái này thì khoảng hơn 200, cái này thì cũng chỉ loanh quanh hơn 100 thôi. Đấy, thì cả ba cái đồng hồ này thì cũng chỉ loanh quanh khoảng độ 500-600 thôi. Thì chúng ta cũng sắm được ba cái đồng hồ rồi nhé. Và tiếp theo là cái đồng hồ đo áp suất. Cái đồng hồ này thì để sử dụng trong những cái việc sửa chữa liên quan đến vấn đề ga và áp suất. Đấy, áp suất để chúng ta nạp ga, rồi chúng ta kiểm tra thử kín những cái hệ thống lạnh, tủ lạnh, điều hòa, vân vân. Đấy, thì cái đồng hồ này thì đối với cái loại này thì gọi là loại sử dụng được thì nó loanh quanh khoảng độ 500, tầm 4-500 gì đấy. Còn đây là cái bộ dụng cụ gọi là mỏ hàn mini, mỏ hàn tức là đa di năng ta cầm theo được đấy ạ. Mỏ hàn này thì bây giờ bán như khoảng 200, khoảng đấy. 200 thì cái này khi mà chúng ta đi lắp đặt điều hòa thì chúng ta mang đi thì sẽ hàn được ống, hàn trực tiếp ống nhà người ta, ở nhà khách. Đấy. Còn đây là, ở đây. Còn đây thì là một cái bộ dụng cụ vặn, tháo. Cái bộ dụng cụ vặn, tháo này thì có thể là chúng ta sắm những cái bộ gọi là để sử dụng ở trong cái máy bắn vít. Đây, những máy bắn vít như thế này cũng được.
thì chúng ta đỡ phải vặn thao tác bằng tay. Thì cái bộ này thì ví dụ chúng ta mua đầy đủ thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng độ dưới 500 thôi là chúng ta đã mua được những cái bộ nó xịn rồi. Một lết rồi là kìm. Còn đây là máy hút chân không. Cái máy hút này thì mục đích để chúng ta sử dụng vào trong cái nghề điện lạnh là dùng để chúng ta để rút các cái không khí ở trong hệ thống lạnh ra bên ngoài. Thì cái máy này thì đang có giá là khoảng hơn 1 triệu, khoảng 1,1 triệu khoảng đấy. Còn đây là cái máy khoan rút lõi. Thì khi mà trong quá trình lắp đặt điều hòa thì chúng ta cần phải đục lỗ giữa bên trong ra bên ngoài để chúng ta kết nối ống giữa mặt lạnh với cùng nóng với nhau. Thì cái máy khoan rút lõi này thì cái giá thành nó đang loanh quanh khoảng độ 1,5 triệu đến 2 triệu tùy từng loại cả mũi nhé. Còn đây là cái khoan bê tông. Khoan này thì chúng ta sử dụng trong cái việc là gì ạ? Lắp đặt điều hòa, khoan tường hoặc là chúng ta có thể sử dụng đục lỗ cũng được. Thì cái máy này thì nó tùy từng loại. Các bạn có thể mua tùy từng điều kiện và nó dao động giá là khoảng độ từ 700.000 cho đến 1,5 triệu thì cũng có. Còn cái máy này là cái máy bơm áp suất nhé. Cái máy này để sử dụng mục đích là gì ạ? Tạo cái áp suất cho nước để khi mà chúng ta vệ sinh tủ lạnh, vệ sinh điều hòa, vệ sinh máy giặt nó sẽ được sạch sẽ hơn nhé. Đây là cái tính sơ sơ các cái bộ dụng cụ này thì nó loanh quanh khoảng độ 10 triệu, loanh quanh khoảng chục triệu, có thể trên dưới 10 triệu. Tôi chưa tính chi tiết. Và trong cái quá trình chúng ta làm việc hoặc là trong cái điều kiện kinh tế chúng ta cho phép thì chúng ta có thể sắm những cái thiết bị có giá thành nó cao hơn, tăng cái mức tiện lợi hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cái máy này chẳng hạn, ví dụ như là cái khoan rút lõi này và cái khoan bê tông này hoặc là khoan pin này, thì chúng ta có thể là sắm lấy một cái máy khoan cầm tay, tức là sử dụng pin. Thì cái máy đấy thì khi mà nó đa di năng, nó có thể là rút lõi được, nó có thể là khoan được đấy. Thì cái máy đấy thì có giá thành nó cao, nó loanh quanh khoảng độ 6-7 triệu. Thì nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta lên sắm thì nó sẽ gọn nhẹ và nó sẽ giảm thiểu những cái thiết bị cồng kềnh rất là nhiều. Đấy tùy từng điều kiện. Hoặc là những cái máy hút chân không này, thì ví dụ như là chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể mua những cái máy hút chân không sử dụng pin. Tức là chỉ cần xách đi thôi, rất là nhẹ nhàng mà không cần phải ổ điện rồi lằng nhằng để chúng ta kết nối điện để cho máy hút hoạt động. Cái dụng cụ này là cái dụng cụ mỏ hàn oxy nhé, mỏ hàn hơi, mỏ hàn oxy hơi thì chúng ta sử dụng vào cái mục đích là gì ạ? Để hàn những cái ống rồi là hàn lốc vân vân, hàn rất là nhiều thứ để trong phục vụ trong quá trình là chúng ta nạp ga hoặc là chúng ta thay lốc vân vân. Thì cái bộ dụng cụ này sẽ bao gồm thứ nhất là cái bình oxy, bình áp oxy, van giảm áp và bình ga. Thì ở trên đây thì tôi đang cho các bạn quan sát là những cái bình có kích thước lớn. Thì đối với một người thợ thì cũng không nhất thiết và không cần thiết cần phải mua cái bình to như thế này. Nếu mà chúng ta làm thợ thì chúng ta nhiều khi chúng ta cần phải di chuyển những cái bình hàn, những cái mỏ hàn này di chuyển tới nhà khách hoặc là những cái vị trí mà chúng ta làm việc, ví dụ như là công trường. Đấy, thì chúng ta chỉ cần nên sắm một cái bình nhỏ thôi nhá, một nhỏ để chúng ta vừa làm ở nhà, vừa kết hợp làm ở nhà mà chúng ta vừa kết hợp có thể là mang theo sử dụng lưu động khi đến nhà khách hàng. Thì cái bình này, bình nhỏ đấy với cả một cái mỏ hàn như thế này với cả van giảm áp thì nó giá thành thì nó loanh quanh khoảng độ dưới 1,5 triệu thôi là chúng ta có thể sắm rồi. Tưởng không thật mà thật không tưởng, chỉ với 10 triệu đồng các bạn đã có ngay trong tay bộ đồ nghề cơ bản nhất, thiết yếu nhất của một thợ sửa chữa điện lạnh chuyên nghiệp. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như nhấn like và chia sẻ cho Bảo Ngọc nhé. Lần sau chúng ta sẽ được cập nhật những bộ đồ nghề cơ bản nhất và thiết yếu nhất của những ngành nghề khác. Xin chào và hẹn gặp lại.